À, ít nữa nhỉ, cây quang nọ nà nọ hay ở đây thì sóc vú nọ đây mi nằm đây không có nước này là ruộng này chỉ làm một vụ thôi. Châu bò thì con thả trong kia sáng quá khoai luôn à, có khoai nè phải sáng hơi để tí nữa phải có không biết ra được không ra à, phân im nữa chưa sàn rất là đẹp. Thế là ba. Đây, hai vợ chồng đang làm cầu. Tay nghề cũng cao phết nhỉ. Cầu có hát kem thử kem cầm nó nó cầu nó. Bé này nghỉ học à cháu? Thứ bảy nhỉ. À, xây kỳ cùng chắc rồi. Kèm hết đó nhỉ. Ê, nằm ở hôi nhỉ. Gia đình đang kè lại cái móng thôi. Cái này sẽ bảo cũng nhiều nước rồi. Hết toàn thợ cá mới được rồi. Thấy quay phim mà. Ở đây thì lại khư nổ. Thôi bây giờ mình tiếp tục vào đi sâu vào trong bản. Hoa sim đẹp không? Mùa này có hoa sim đúng không ạ? Nhà ông trưởng thôn. Ờ, khoe quá. Ờ, ao con húng rồi. Ờ, ao con húng rồi cả đây. Bé khóc rồi. Hay nữa. Phát nở không à? Không, vươn là lá. Toàn cảnh bản vịt. Dê đây bà con thả rông.